Cặp bạn thân bão tố của Vbiz, người vướng vòng lao lý, người gây dậy sóng vì loạt nghi vấn là kẻ thứ ba. Ngọc Trinh, Quỳnh Thư thường được công chúng nhắc đến là đôi bạn thân ồn ào của Vbiz. Ngọc Trinh và Quỳnh Thư là cặp bạn thân gắn bó với nhau hơn chục năm. Tuy nhiên, điều mà người ta hay nhớ đến đôi bạn Vbiz này là sự lắm chiêu nhiều trò, thường gắn với những scandal gây chấn động dư luận. Ngọc Trinh và Quỳnh Thư lần đầu gặp nhau trong một show diễn do ông bầu Vũ Khắc Tiệp tổ chức năm 2006. Cũng từ đó, cả hai dần trở nên thân thiết và cùng nhau thuê chung một căn nhà. Nhờ sự kết nối của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh và Quỳnh Thư đã trở thành những người bạn thân, cặp bài trùng trong những bộ ảnh nóng bỏng. Về sau, cả hai lựa chọn lối đi riêng và ít đồng hành cùng nhau trên phương diện hoạt động trong showbiz. Ngọc Trinh và Quỳnh Thư không ít lần khiến dân mạng dậy sóng vì ồn ào. Về Quỳnh Thư, cô có sự nghiệp nghệ thuật khá mờ nhạt nhưng thường được chú ý bởi lùm xùm tình ái. Cụ thể, Quỳnh Thư vướng nghi vấn là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Doãn Tuấn và Quỳnh Nga tan vỡ. Tuy nhiên sau đó nữ diễn viên phủ nhận tin hẹn hò với đồng nghiệp. Trước đó, Quỳnh Thư từng hẹn hò hai đại gia, trong đó có một doanh nhân trẻ có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh quán bar và hàng xuất nhập khẩu. Cho đến khoảng cuối năm 2021, Quỳnh Thư tiếp tục vướng vào lùm xùm tiểu tam. Ồn ào kéo dài suốt thời gian dài và khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô bị cộng đồng mạng chỉ trích và liên tục bị réo tên trên khắp các bài đăng mạng xã hội. Quỳnh Thư cũng im hơi lặng tiếng trước lùm xùm này và đến tháng 1 năm 2024, cô gây chú ý khi đăng đàn ẩn ý đã có người mới. Về Ngọc Trinh, cô được công chúng biết đến với danh xưng nữ hoàng nội y. Ngọc Trinh thường xuất hiện với hình ảnh sexy và chính vì thế mà không ít lần vấp phải làn sóng phản đối vì hở bạo quá đà. Nữ người mẫu cũng từng khiến dư luận dậy sóng bởi hồ sơ tình ái phức tạp của mình, gây chú ý trong số đó là mối tình nhanh như gió với tỷ phú Hoàng Kiều, người hơn Ngọc Trinh tận 45 tuổi. Chuyện tình kéo dài 3 tháng và bị chỉ trích là cố tình PR cho nhau. Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng nhiều lần gây tranh cãi vì loạt chiêu trò và phát ngôn sốc để câu view. Ngày 19 tháng 10, Ngọc Trinh bị bắt tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguồn cơn xuất phát từ việc nữ hoàng nội y biểu diễn lái mô tô phân khối lớn nhưng không có bằng lái, xích nhiều tư thế nguy hiểm. Ngày 15 tháng 10, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Nội dung cáo trạng cho biết Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe A2 nhưng rủ Trần Xuân Đông đến những tuyến đường công cộng tại thành phố Thủ Đức để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, không mặc đồ bảo hộ như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe.